chỉ là phật thường hay nói ở trong kinh luận chúng sanh thế gian này mê mất đi tự tánh khổng lão phu tử ở trung quốc mạnh phu tử chúng ta cũng thường xem thấy ở trong sách của họ Họ đối với Mê mất tâm tánh Của xã hội thời đó Tùy thuận vọng tưởng phân biệt chấp trước cũng là cảm khái ngàn dạng chúng ta từ trong lời nói của họ thường hay nghe được họ đều là tán tán nghiêu thuấn vũ thương hoài niệm cái thời đại đó mà cảm thán thế phong nhật hạ Giữa người với người Lòng chân thật Dần dần tan nhạt Tự tư tự lợi Tham sân si mạng Từ từ đang thêm lớn Mà lấy đó làm lo Đây là việc của 2.500 năm trước Xã hội Những đại thánh đại hiền Đều cảm khái như vậy Chúng ta sinh ra Cách với họ Sau 2.500 năm Hiện tại xem thấy Cái thế giới này của chúng ta Nếu như khổng tử ở vào ngày nay Ông sẽ cảm tưởng như thế nào? Thích công ni Phật cũng sanh vào ngày nay Ngày sẽ có cách nghĩ như thế nào? Xem thấy vô số những chúng sanh này Tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp cực trọng Phu tử không thể hiện thân phận của Phật Bồ Tát. Xem thấy những người này tạo nghiệp. Có thể tưởng tượng, thôi rồi, hay là dĩ dân đi thôi. Nơi đây không thể ở được nữa. Thế nhưng Phật Bồ Tát không phải như vậy. Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân phật bồ tát vẫn là đến để cứu giúp xã hội này dùng phương pháp gì để cứu giảng giáo học nhân bất học bất tri nghĩa nghĩa là cái gì cái gì đáng nên làm cái gì là không nên làm người không nhận qua giáo dục họ không hiểu họ vô tri không biết được cái gì là nên làm cái gì là không nên làm tùy thuận phiền não tập khí của chính mình làm càng làm quấy họ cho rằng họ làm được rất chính xác hay nói cách khác họ đi con đường của chính họ người giác ngộ đi con đường của thánh hiền theo thánh hiền mà đi Đây là người giác ngộ Cùng đi theo Phật Bồ Tát Đây là người giác ngộ Chính mình không có trí tuệ Không có học vấn Tùy thuận phiền não tập khí chính mình Ta thích làm như thế nào thì làm như thế đó Không thích thì ta không làm Con đường này là tối tâm Con đường này là đi về Địa ngục sai rồi chỉ có đi theo chư phật bồ tát mới có thể đi ra sáu cõi đi ra mười pháp giới quay về đến pháp giới nhất chân pháp giới nhất chân là diệu độ trang nghiêm chúng ta ngày nay có thể tùy thuận giáo huấn của phật bồ tát chính là diệu độ trang nghiêm Nếu nói tùy thuận phiền não tập khí của chính mình cũng trang nghiêm. Vì thì trang nghiêm địa ngục. Đây đều là chân thật, không phải là giả. Từ trụ chân thật huệ Đến trang nghiêm diệu độ Cái đoạn này Mấy câu nói này Là căn bản của cực lạc tình độ Nếu như có người hỏi Cái gì người tu tình độ là tu cái gì Bạn đem đoạn kinh văn này Đọc cho họ nghe qua thì được rồi Đáp án rất chính xác Đây cũng là Tổng cương lĩnh Của Mười Nguyện Phổ Hiền Ở trên Đại Kinh Phật nói với chúng ta Bồ Tát không tu hành Phổ Hiền Không thể viên thành Phật Đạo có thể thấy được Hạnh phổ hiền là đức hạnh của Bồ Tát cứu cánh viên mãn. Pháp môn Tịnh tông tu hạnh phổ hiền bốn kinh vừa triển khai ở trong phẩm thứ hai phần tựa đức tuân phổ hiền kinh văn câu đầu tiên chỉ đem đại chúng dự hội nói ra phẩm thứ hai này vừa mở đầu là chúng tại gia mười sáu vị bồ tát đẳng giác chúng tại gia họ không phải người xuất gia Bồ Tát Đẳng Giác Hàm Cộng Tuân Tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức Tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức Làm cái gì? Tu chân thật huệ Giọng mạnh tinh tấn Nhất hướng chuyên niệm trang nghiêm diệu độ Chính là ba câu này Thế giới cực lạc do đây mà ra Do vậy mà thành tựu a di Đà Phật dẫn đầu Chưa Đại Bồ Tát cùng theo Nếu chúng ta muốn đến Thế giới Tây Phương cực lạc Cũng là làm sự việc này Cùng họ chí đồng đạo hợp Đồng chí của a di Đà Phật Vậy thì mới có thể đi được Nếu bạn không phát tâm tu hành phổ hiền nếu không thể nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ bạn không đồng chí hướng với a di đà phật bạn cùng thế giới tây phương cực lạc mỗi một người giảng sanh đều không đồng chí hướng không thể đi không có phận đến một đời nào kiếp nào bạn lại gặp được bạn phát ra chân tâm cùng với họ chí đồng đạo hợp bạn liền ngay đời này chắc chắn giảng sanh. Chỗ này phải đặc biệt ghi nhớ. Không thể trụ phiền não. Cũng chính là nói trong tâm không nên có phiền não. Không nên có vọng tưởng. Không nên có phân biệt chấp trước trong tâm chỉ có thể có chân thật huệ chúng ta phải ở ngay chỗ này mà hạ công phu chân thật huệ là cái gì chân thật huệ là nam mô a di đà phật ở mọi lúc và mọi nơi một câu Phật hiệu này không thể đoạn Trong miệng không niệm không hề gì Ở trong tâm thật có Chúng ta mới quyết định được sanh Trong miệng một ngày từ sáng đến tối a di đà Phật Trong tâm không có Không thể đi Người xưa gọi là Miệng niệm Di-đà Tâm tán loạn Đau mồm, rác hỏng, cũng chỉ uống công. Trong tâm, thật có. Cái gì gọi là A-di-đà Phật? Trong tâm của bạn, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, chính là A-di-đà Phật. a di đà phật một câu nói này là dịch âm từ tiếng phạn của ấn độ xưa nếu như trên mặt chữ mà phiên dịch a dịch là vô di đà dịch là lượng phật dịch là trí tuệ dịch là giác ngộ ý nghĩa của nó là vô lượng trí tuệ giác ngộ vô lượng trong tâm này của chúng ta có a di đà phật chính là trụ vô lượng trí vô lượng giác đó không phải chân thật huệ hay sao không biết được cái gì là trí huệ, cái gì là giác ngộ, không có quan hệ gì, chỉ cần trong tâm của bạn không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước thì chính là, đây chính là trí tuệ, chính là giác ngộ. Trong tâm vẫn còn vọng tưởng, vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước thì không có trí huệ, không có giác ngộ. Cho nên niệm câu Nam mô A Di Đà Phật cũng không ít gì Do đây có thể biết Niệm Phật phải niệm bằng cách nào Để vọng tưởng phân biệt chấp trước Niệm tiêu hết Hay nói cách khác Dùng một câu Nam Mô A Di Đà Phật Đem vô lượng Vô biên Vọng tưởng phân biệt chấp trước Thay thế Đây chính là diệu pháp của niệm Phật. Niệm đến chính mình, vọng tưởng phân biệt chấp trước không sanh. Công phu niệm Phật của bạn có lực rồi. Đi gọi là gì? Công phu thành khối. Ngay trong 2 đến 6 thời, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật ra không có bất cứ thứ gì công phu thành khối đới Để nghiệp giảng sanh bạn tuyệt nhiên chưa khai trí tuệ đới nghiệp giảng sanh chắc chắn sanh thế giới tây phương cực lạc Cõi phàm thánh đồng cư tây phương tịnh độ rất thù thắng rất đặc biệt không hề quan tâm cõi phàm thánh đồng cư cái địa vị này rất thấp Thích Cao Ni Phật giới thiệu cho chúng ta Cái thế giới này rất đặc biệt Tuy là cũng giống như Các thế giới chư Phật khác Có bốn cõi Có cõi Phạm Thánh Có cõi Phương Tiện Có cõi Thật Báo Có cõi Tịch Quan Bốn cõi của thế giới phương khác Không cùng như nhau Ở ngay giữa Có ngăn ngại Thế giới Tây Phương cực lạc Bốn cõi ở cùng nhau sinh và hậu bất cứ cõi nào Đồng thời ba cõi khác Đều đạt được Cho nên cõi phạm thánh đồng cư Hà hà phẩm giảng sanh Cũng không hề gì Đến thế giới Tây Phương cực lạc Bạn ngày ngày thấy a di đà Phật Ngày ngày nhìn thấy Văn thù phổ hiền Quán âm thế chí Các ngài trù ở cõi Thường tịch quan Người của cõi Phạm Thánh Đồng Cư Hà Hà Phẩm Giảng Sanh Có thể cùng với Bồ Tát của Thường tịch quan Cùng giao sinh hoạt Ngày ngày gặp mặt Việc này Thế giới phương khác không có hư không pháp giới chỉ riêng tây phương Tịnh độ có cái này rất đặc biệt gọi là pháp môn đặc biệt một tu tất cả tu một chứng tất cả chứng cái cơ hội này trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp cư sĩ bằng đế thanh nói vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp chúng ta gặp được rồi không nỗ lực còn tùy thuận tập khí phiền não của chính mình bạn mới biết được cái nghiệp chứng này nặng cỡ nào trăm ngàn muôn kiếp bạn mới gặp được một lần bạn không biết trân trọng Một hơi thở không vào Hối hận không kịp Thánh nhân thế xuất thế gian Đều nhắc nhở chúng ta Mạng người vô thường Chúng ta có thể bảo chứng Ở thế gian này sống được bao lâu cho nên người thật thông minh người thật giác ngộ họ biết chắc chắn trân trọng cái cơ duyên này chắc chắn không để lỡ qua lỡ qua muốn gặp lại nữa thì phải vô lượng kiếp lại vô lượng kiếp Nhất định không thể nào Đời sau lập tức lại gặp được Làm gì có việc dễ dàng như vậy Đặc biệt là người học Phật hiện tiền chúng ta Ở cửa Phật tu được chút phước nhỏ Nếu như đời sau không đọa ba đường Khi đến nhân gian này Nhất định phước báo lớn hơn so với đời này vừa hưởng phước rơi vào trong danh vọng lợi dưỡng phước hưởng hết rồi tội báo liền hiện tiền lập tức đọa ba đường nhất định như vậy sự việc này bạn bình lặng mặt quan sát rất là rõ ràng giống như trên kinh địa tạng đã nói từ trong địa ngục vừa mới ra hưởng một chút phước báo tác oai tác phước sau khi chết rồi lập tức lại trở vào bồ tát địa tạng xem thấy thở dài không dễ gì giáo hóa được bạn vừa mới đi ra bạn xem đánh một vòng đã trở vào rồi chúng sanh khó độ cho nên bồ tát rất cảm khái chúng sanh diêm phù đề can cường khó độ đây là sự thật căng cường khó độ, không chịu tiếp nhận, xem địa ngục là quê hương, đòi địa ngục là trở về quê hương, nhân thiên hai cõi là trốn du lịch, đến để nghỉ hè, không mấy ngày thì trở về quê hương rồi. Ở trong bổn kinh này của chúng ta Lễ Cộng Thính Pháp Phẩm Phẩm thứ 26 A-di-đà Phật Đối với Bồ Tát Mười Phương Đến Thế Giới Cực Lạc Thâm Diến Có rất nhiều Bồ Tát Đến Thế Giới Cực Lạc để Thâm Diến A-di-đà Phật Phật cũng vì họ giới thiệu Thế giới cực lạc Cũng giống như Cư sĩ Lâm Singapore chúng ta Có rất nhiều người Lần đầu Từ hải ngoại đến thâm viếng Chúng ta nhất định tiếp đãi Nhất định cũng giới thiệu cho họ Tình hình ở bên này trong lời giới thiệu của a di đà phật nói thông đạt chư pháp tánh nhất thiết không vô ngã chuyên cầu tình phật độ tất thành như thị xác bốn câu nói này quan trọng các vị đến thăm viếng mục đích thăm viếng là muốn đến học tập mục đích của học tập là muốn trở về xây dựng tịnh độ của các vị Cho nên a di Đà Phật Đem thế giới cực lạc Hình thành như thế nào Nói với mọi người Điều thứ nhất Trụ chân thật huệ Chân thật huệ là gì Rõ lý Tất cả thông đạt không học bạn làm sao để thông đạt a di đà phật làm sao thành tựu hiếu học phía trước chúng ta đã đọc qua ngày thân cận thế gian từ tại dương như lai vào lúc đó bản thân ngài là quốc dương cũng giống như thích ca mâu ni phật Xả bỏ dương dị Theo Phật xuất gia Thời gian dài Nghe Pháp tu hành Thành tựu học vấn Nghe Pháp thành tựu học vấn Tu hành thành tựu đạo đức Sau khi tất cả thông đạt Mới biết được Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Giống như trên Kinh Kim Cang đã nói Ba tâm không thể được Dạng Pháp vô sở hữu Trong bài kệ sau cùng đã nói Tất cả hữu di Pháp như mộng huyễn bào ảnh như lộ diệt như điện Ưng tác như thị quán Cho nên a di đà Phật Nói với mọi người Nhất thiết không vô ngã Nhất thiết không vô ngã Tuyệt nhiên không phải tiêu cực Trái lại càng tích cực Vô ngã rồi Vô ngã thì mới có thể gì người Có ngã Không thể gì người Đề giảng của chúng ta hiện tại Tổng đề mục treo ở hai bên Học vi nhân sư Hành vi thế phạm Chắc chắn không làm được Vì sao vậy? Vì có ta Sư là gì? Biểu mẫu Phạm là sư phạm. Bạn khởi tâm động niệm, lời nói việc làm là gương mẫu tốt nhất của đời chúng xã hội. Mô phạm đẹp nhất. Tất cả chúng sanh đều phải nên học tập với bạn. Cái sư cùng phạm là ai? Chư Phật Như Lai Pháp Thân Đại Sĩ Các Ngài Vô Ngã Mỗi niệm gì lợi ích tất cả chúng sanh Giúp đỡ Chúng sanh nghiệp chướng cực trọng Không khai được ngộ Thì dạy cho họ đoạn ác tu thiện Mục đích ở chỗ nào Hy vọng họ không rơi vào ác đạo Họ không ra khỏi sáu cõi luân hồi Ở trong sáu cõi Hy vọng họ ở trong ba đường thiện dài Không nên đọa ba đường ác Cho nên thiện ác đều phải hiểu Tiêu chuẩn của thiện ác Chính là Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Mà Phật đã nói Có thể phụng hành mười thiện Vĩnh đoạn mười ác Con người này không đọa ba đường ác Đây là Phật dạy người hạ canh trung căn trở lên Phật đều là giúp cho họ phá mê khai ngộ phá mê khai ngộ mới có thể thoát ly sáu cõi mới có thể thoát mười pháp giới chuyển phàm thành thánh căn tánh trung ngã thành tiểu thánh pháp giới bốn thánh pháp giới bốn thánh trong mười pháp giới tiểu thánh người căn tánh đại lợi phật giúp họ thành tựu đại thánh pháp thân đại sĩ thành phật làm tổ đó là đại thánh giáo học của như lai pháp môn tịnh độ đây là một pháp môn đặc biệt gọi là ba căn phổ bị lợi Độn điều thâu Người hạ hạ căng Gặp được pháp môn này Chỉ cần họ có thiện căng Cái gì gọi là thiện căng Năng tính Năng giải Năng hành Con người này có thiện căng Đây là pháp môn giúp người thành đại thánh Không phải tiểu thánh Ngay trong một đời Không chỉ thoát khỏi luân hồi Sáu cõi Thoát khỏi mười pháp giới Pháp môn thù thắng không gì bằng Thế nhưng Chúng ta gặp được rồi Dạng nhất không nên kiêu ngạo Nhất định phải chăm chỉ nỗ lực mà học tập phải tùy thuận giáo huấn của phật đà giáo huấn của phật đà chính ngay ở trên bộ kinh điển này cho nên nghĩa thú của kinh điển không thể không thông đạt thường tận không thể rất thông đạt cũng phải hiểu được đại khái y giáo phụng hành phải làm cho được tôi ở phía trước đã từng báo cáo qua với các vị. Cái quyển sách này tôi lần này là lần diễn giảng thứ 11. Mỗi lần đều nhắc nhở đồng tu. Phải tùy thuận giáo huấn trên kinh điển Phật dạy chúng ta làm Nhất định phải nỗ lực chăm chỉ mà làm Vì chúng ta không nên làm Chúng ta quyết định không nên trái phạm Mới có thể được sanh Nhất định phải biết Người niệm Phật Người học Phật Người học tịnh độ rất nhiều Người chân thật giảng sanh không nhiều đây là nguyên nhân gì? Tùy thuận phiền não tập khí của chính mình không thể giảng sanh. Người tùy thuận kinh điển giáo huấn nhất định được sanh. Đạo lý chính ngay chỗ này. a di đà phật đem câu chuyện tu hành ở nhân địa của ngài vì chúng ta nói ra dục ý ở chỗ nào là để chúng ta làm theo để chúng ta học tập bạn xem trước tiên ngài làm cho chúng ta xem ngài là quốc dương là một vị đại quốc dương rất tốt Quyết không gì gặp sự đã kích Kích thích mới học Phật Không phải vậy Ngày chân thật đem đại đạo lý này Làm được rõ ràng, làm được tường tận rồi Xả bỏ dương vị xuất gia cùng vi đề hi phu nhân của kinh quán vô lượng thọ phật tình hình không như nhau vi đề hi phu nhân chân thật là bị đả kích mới học phật mới quay đầu thế nhiều dương không hề gặp rắc rối không hề gặp sự đả kích chúng ta phải từ chỗ này mà tỉ mỉ quan sát Ngài dạy chúng ta cái gì Chúng ta làm thế nào để học Dinh hoa phú quý Thầy đều xả bỏ Danh vọng lợi dưỡng Năm dục sáu trần Buông xả Hiện tại chúng ta còn muốn đi tranh Vì thì sai rồi Người ta buông xả Buông xả chính là cái gì? Học Phật Pháp Hiện rõ ra hiếu học Ở dưới hội Của thế gian tự tại dương Phật Đệ tử của Phật rất nhiều Hiếu học Ngài là đệ nhất Không có người nào so sánh được với Ngài Không hiếu học thì làm sao có thể thành tựu Đại Thánh Đại Hiền Đều là hiếu học thành tựu Bạn xem khổng lồ phu tử Trong luận ngữ Ông chính mình nói ra Nói ra trải qua một đời của ông Ông 50 tuổi mà chí ở học năm mươi tuổi lập chí cầu học hiếu học như vậy ba mươi mới lập trí khi ba mươi tuổi ông mới cấm gốc cho việc học vấn Giống như ngày nay chúng ta đã nói Học nghiệp hoàn thành rồi Từ 15 tuổi đến 30 tuổi 16 năm Trong 16 năm này Học căn này đã cắm gốc Vì sao Cái học vấn này liền có thọ dụng cái này hoàn toàn nói họ tự thọ dụng Khi ông làm học vấn Đạt được lợi ích 40 mà không hoặc Cái gì gọi là không hoặc không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc Người thế gian nhìn thấy tài sắc danh thực thùy bên ngoài đều sẽ động tâm. Khổng lão phu tử, 40 tuổi, không động tâm rồi. Danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần bày ra trước mắt. Không hề bị đó mê hoặc. Tiếp tục không ngừng nỗ lực học tập năm mươi biết được thiên mệnh thiên mệnh là gì nghiệp dân quả báo những cái lý luận nhân quả báo ứng này cùng sự thật thường tật rồi hiểu rõ cái đạo lý này con người này tâm an lý đắc không luận là thuận cảnh nghịch cảnh thiện duyên ác duyên quyết định không oán trời trách người có thể an ở bổn phận đây là chỗ tốt của học vấn 60 tuổi thì nhĩ thuận Nhĩ thuận là cái gì? Nhà Phật chúng ta gọi là Tùy Duyên. Có thể Tùy Duyên. Ý nghĩa của Nhĩ Thuận cũng chính là Lục Tổ Huy Năng đã nói ở trong Đàn Kinh Nếu là người chân chính tu hành Thì không thấy lỗi của thế gian chỉ có không thấy lỗi thế gian mới nhĩ thuận. Bạn còn thấy lỗi của thế gian, nhĩ của bạn làm sao có thể thuận được? Bạn xem người ta tu hành cái cảnh giới công phu này. Làm thế nào hướng nâng lên trên cao? 70 tuổi, tùy tâm sở dục. Đó là gì vậy? Tự tại giải thoát sau cùng phu tử còn có một kết luận ông thường hay tư duy thường hay phản tỉnh không bằng học vậy khổng lão phu tử cả đời đều học tập hiếu học không mệt vị người không nản hễ có người thân cận ông ông vui lòng dạy bảo quyết không mệt mỏi học chính mình học học không mệt dạy không nản đại đức đại năng của phu tử Đây là thị hiện của Thánh Nhân Thế gian Cho chúng ta xem Thánh Nhân suốt Thế gian Càng không cần phải nói Họ không phải một đời 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 kiếp kiếp Vô lượng kiếp đến nay Trước sau không có một ngày rời khỏi học tập Bồ Tát Đẳng Giác vẫn là hiếu học không mệt. Sau khi thành Phật rồi, hiếu học vĩnh viễn không ngừng. Vì sao vậy? Họ học đã xong rồi, còn học cái gì? Làm ra tấm gương hiếu học cho chúng sanh xem. Làm tấm gương cho đại chúng là mô phạm. không thể nói họ hết học thì không học vẫn là làm ra một tấm gương hiếu học không hiếu học làm sao có thể thành tựu đây là chúng ta không thể không biết có lẽ có một số đồng tu nghe được trong phật pháp có nói rằng trung nhật độ xanh vô xanh khả độ trang nghiêm phật độ phật quốc ly tướng xem qua trên kinh bát nhã chính là cái cách nói này phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng một cái là lý một cái là sự sự không ngại lý lý cũng không ngại sự Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Cho nên chư Phật Bồ Tát Thì hiện ở trong sáu cõi Thì hiện ở thế gian Cái gọi là Kiến lập thủy nguyệt đạo tràng Đại tác mộng trung Phật sự Viên tu viên chứng Viên tu viên chứng Cũng chính là vô tu vô chứng Những lời nói này Quyết không thể nào phân biệt Quyết không thể nào chấp trước Quyết không thể nào tư duy Bằng vừa tư duy thì sai rồi Càng nghĩ thì càng sai Cần phải ngay đó thừa nhận Người hiện tại gọi là trực giác Chúng ta phải dùng trực giác, không thể dùng tư duy bạn mới hiểu được ý nghĩa trong đây. Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian chỉ vì một sự việc giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn lìa khổ được vui. Đến là vì cái việc này. chúng sanh chịu tận khổ nạn không biết nguyên nhân chịu khổ nạn phật bồ tát tường tận tại vì sao bạn chịu nhiều khổ như vậy vì sao chịu nhiều nạn như vậy ngày rõ ràng làm thế nào giúp bạn giải quyết khổ nạn cần phải tiêu trừ nhân duyên khổ nạn của bạn cái cách làm này mới chân thật gọi là hợp tình hợp lý không thể nói bạn có khổ thì các ngài có thể thay bạn chịu khổ lời nói này nói không thông bạn không có an vui các ngài có thể ban vui cho bạn lời nói này cũng là giả trinh lý nói cũng nói không thông cho nên các ngài chỉ có thể đem phương pháp về cho bạn Nói với bạn Cái khổ của bạn từ đâu mà đến Bạn tường tận rồi Bạn đem cái nhân cùng duyên Thay đổi lại Vấn đề chẳng giải quyết rồi sao phức tạp của nhân quả Quá phức tạp Phật gì tất cả chúng sanh nói tỉ mỉ 49 năm nói ra Nhiều kinh luận đến như vậy Đem nó là một cái tổng kết Chính là giúp chúng sanh phá mê khai ngộ địa khổ được vui khổ từ nơi nào mà ra khổ từ mê mà ra vui từ đâu mà ra vui từ ngộ mà ra mê ngộ là nhân khổ vui là quả báo trên quả báo không có biện pháp giải quyết trên nhân duyên có biện pháp giải quyết Cho nên Phật đem những chân tướng Lý sự này Nói ra cho chúng ta Thế là chúng ta tường tận rồi Vô lượng kiếp đến nay Nghiệp mà chúng ta đã tạo tác Thiện nghiệp, ác nghiệp Thầy đều có Cho nên Trong A-lại gia thức hàm chứa chủng tử chủng tử là nhân nghiệp nhân nhân làm phật nhân làm bồ tát nhân làm thanh văn duyên giác đều có mỗi một người đều có nhân sanh thiên nhân được thân người bạn liền biến thành ngạ quỷ biến thành súc sanh biến nghiệp nhân của địa ngục Cũng thấy đều đầy đủ Nghiệp nhân của mười pháp giới Tất cả chúng sanh Mỗi mỗi đầy đủ Phật làm thế nào vậy chúng ta? Lìa khổ được vui Phật dạy chúng ta bắt tay vào từ ở duyên cho nên nhà phật nói duyên sanh luận không nói nhân sanh nhân chúng ta không cách gì khống chế đã tạo rồi không thể thay đổi thế nhưng duyên có thể thay đổi duyên là hiện tiền quá khứ ta tạo nghiệp nhân ta từ hiện tại không tạo ra ác nghiệp nữa ta có nhân ác, ta không tạo ra ác duyên. Quả báo ác không thể hiện tiền. Quá khứ đã tạo ra nghiệp nhân hiện tại lại tạo ác, vậy thì xong rồi, nhân duyên của bạn đều đầy đủ, quả báo phía sau chắc chắn là khổ báo. Cái đạo lý này là thật, đây không phải là giả. Cũng giống như vậy Quá khứ chúng ta tạo ra có nhân thiện Ngày nay ta làm việc thiện Chuyên làm việc thiện Không làm việc xấu Ta không có duyên ác Chỉ có duyên thiện Trong A là giới thức của ta Chủng tử nhân thiện khởi hiện hành Bạn nhất định được thiện báo Cho nên trồng nhân thiện Nhất định được thiện báo Vì thì do đây có thể biết Quả báo khổ vui Của mười giới Sáu cõi từ đó mà ra Tự làm tự chịu Không phải người khác cho bạn Khi bạn đang chịu khổ nạn Bạn không biết được cái chân tướng sự thật này Bạn vẫn là oán giận người khác Oán trời trách người Bạn là tội chồng thêm tội Khổ báo của bạn sẽ rất đáng thương Chịu khổ báo bất tận Con người này gọi là hồ đồ đến đáng thương Ngu si đến cùng tổ Người chân thật tường tận giác ngộ biết được Đều là tự làm tự chịu phước báo mà ta có được là tự làm chính mình hưởng thụ khổ báo mà ta nhận cũng là chính mình làm chính mình nhận thầy đều không liên quan gì với người khác cái đạo lý này có mấy người tham thấu Chúng ta muốn làm một việc tốt Gặp được có người đến phá hoại Việc tốt này làm không thành công Có phải họ thật có thể phá hoại hay không? Quả nhiên thật có thể phá hoại Định luật nhân quả bị phá vỡ rồi Cho nên chúng ta tường tận Không phải người khác phá hoại Là thiện duyên của chính chúng ta không đầy đủ chúng ta làm việc tốt người khác có thể phá hoại luật nhân quả liền bị lật đổ rồi không có cái đạo lý này cho nên nhất định phải tỉ mỉ mà tư duy phật bồ tát cổ thánh tiên hiền các ngài đích thực là trụ chân thật huệ các ngài hiểu rõ chân tướng sự thật các ngài đã nói đã làm là chân thật là chính xác không có sai lầm chúng ta phải nên thành tín không nghi phải nên học tập phải nên phụng hành Càng phải nên Phải có trí tuệ Người có trí tuệ Không trụ quả báo Cái này có trí tuệ Có phước Chính mình sẽ không đi hưởng phước Thế nhiều dương có phước báo Trí tuệ khai rồi quốc dương xả bỏ không hưởng phước thích ca ni phật giác ngộ rồi ngài là vương tử kế thừa dương vị thì không cần đến xuất gia tu hành chỉ tu phước không hưởng phước có người này giác ngộ tu phước hưởng phước chưa giác ngộ vì không hưởng phước, tu phước để làm gì? Tu phước cho mọi người hưởng. Dù số chúng sanh này Họ mê hoặc Họ chịu khổ Họ không biết được tu phước Phật Bồ Tát tu phước Để cho họ hưởng Phật Bồ Tát nếu không tu phước Chúng sanh liền đáng thương Mãi đọa ác đạo Tình hình duy thứ Của hai cõi trời người Nhờ vào học Phật Bồ Tát Đang tu phước Chúng ta hưởng phước của các ngài Thừa hưởng phước của các ngài Cái đạo lý này Lại có mấy người có thể tham thấu Chúng ta học Phật phải học loại tinh thần này của phật phải học loại đức hạnh này của phật chúng ta học theo phật bồ tát chúng ta cũng tích công bồi đức thế nhưng chắc chắn không hưởng phước đem chính mình đã tu tích được phụng hiến cho đại chúng đây chính là trong nhà phật Ngày ngày đọc kệ hồi hướng Các vị xem qua kệ hồi hướng Có phải hưởng phước hay không? Nguyện dĩ thử công đức Trang nghiêm Phật tịnh độ Chẳng phải trang nghiêm diệu độ hay sao? Không phải vì chính mình À, cái thế gian này Cái xã hội này an định Đời sống của nhân dân Đều vẫn có thể trải qua được Đây cũng là trang nghiêm diệu độ Ở nơi đây có Phật Pháp Mọi người đều tu phước Cho nên xã hội an định Phùng dịch nhân dân hạnh phúc phật bồ tát chính là làm cái việc như vậy mà đến thế gian này quyết định không phải vì chính mình đây là việc mà chúng ta phải nên học tập phải chăm chỉ nỗ lực tu học làm ra tất cả công đức quyết không chấp trước hồi hướng thế điều hồi hướng không còn nữa đều tặng cho người khác một bộ phận cúng dường phật một bộ phận cúng dường tất cả chúng sanh hạ tế tam đầu khổ cúng dường chúng sanh vì thì mới thanh tịnh trong sạch sạch sẽ, không nhiễm một trần. Nếu không mà nói trong lòng nghĩ đến ta làm được bao nhiêu việc tốt, ta đã làm được bao nhiêu công đức, tâm bạn vẫn là không thanh tịnh. Bạn vẫn là không thể giảng sanh. Làm nhiều việc tốt hơn một trần không nhiễm. Trong tâm ấn tượng cũng không có. Vậy mới tốt. Trong tâm có ấn tượng Thì bạn đã bị ô nhiễm rồi Thiện ác đều có thể Ô nhiễm tâm tánh Cho nên gọi là nhiễm nghiệp Tịnh nghiệp không bị ô nhiễm Trong tâm nghe đến ấn tượng dấu vết Đều không lưu lại Cái tạo tác đó gọi là tịnh nghiệp Tịnh nghiệp sanh tịnh độ Nhiễm nghiệp ở sáu cõi Tốt rồi Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ học đến đây thôi a di đà Phật Cẩn dịch Vọng tay cư sĩ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ A còng gmail.com Người đọc hạnh quan Phát tâm cúng dường Do gia đình Phật tử thiền chân Thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật